Xin chào các bạn, mình là Lan Sensei đây. Và đây là chuyên mục Học viên hỏi, Sensei trả lời. Thời gian qua thì mình nhận được rất nhiều câu hỏi các bạn để hiểu xem bản chất của đọc hiểu N2, N3 là gì, mà tại sao nhiều học viên lại bị liệt điểm thấp đến thế. Thì hôm nay chúng mình sẽ cùng giải đáp nhé. Đọc hiểu, thứ nhất đó chính là phải đọc và hiểu. Thế nên mọi những tip, những mẹo nó chỉ là phụ trợ, bổ trợ thêm thôi. Bản chất các bạn vẫn phải đọc bài và hiểu bài. Thứ hai, đó là khi đã hiểu bài rồi thì các bạn phải hiểu được cách dịch câu. Câu của chúng mình sẽ bao gồm thành phần chính và thành phần bổ nghĩa. Mà một cái trong tiếng Nhật thì thành phần bổ nghĩa thường nằm trước cái danh từ được bổ nghĩa. Đúng không ạ? Tức là đập vào mắt chúng mình đầu tiên đó. Nên chúng mình phải lưu ý về cách dịch câu nhé. Và tất nhiên quy tắc dịch câu chúng mình sẽ chia sẻ với nhau ở trong những video tiếp theo. Thứ ba, đó chính là mọi đáp án các bạn lựa chọn đều phải tìm được những cách diễn đạt tương đương ở trong bài. Đúng không? Và điều đó dẫn đến bản chất thứ tư của đọc hiểu, đó chính là không bao giờ được phép suy luận hay áp đặt ý kiến các bạn vào bài văn, vào tác giả. Nhớ nhá. Vậy nếu các bạn làm được bốn cách này, chắc chắn đọc hiểu các bạn sẽ cải thiện. Thử xem sao nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong các câu hỏi tiếp theo. Chào.